Mến chào quý cô chú anh chị, quý khách hàng đã quay trở lại kênh và giá rẻ, bình dân của em gái miền Tây nha. Thì em sẽ dẫn quý cô chú anh chị mình ngày hôm nay đến xem một căn nhà mặt tiền đường, nhà cấp 4 có một cái sân đậu xe hơi, bảy chỗ dài rộng to. Và căn nhà mình với diện tích là ngang 4 dài tận 30, nhà mình hướng đông và đất thổ cư, à, sổ hồng riêng, mặt tiền đường thông, khu vực ở đây là đường đan và đường thông luôn. À, căn nhà này sẽ là đường ô tô và cập nhật hạ giá. Hiện nay chủ đang ngợp giá tổng trước đây kêu là 1 tỷ 8, nhưng bây giờ bán 1 tỷ 490 triệu sổ hồng riêng với một căn nhà diện tích siêu to. À, và ngang 4 dài mới mà chỉ có 1 tỷ 490 triệu là quá rẻ phải nói là cực sốc cực sốc cô chú anh chị mình ơi vào xem hết video một căn nhà để có được một mẫu nhà cấp 4 mặt tiền đường kinh doanh mua bán cách cầu Long Khê chỉ có 500 m, cách chợ Bình Chánh chỉ có 10 phút mà mình sẽ có được một căn nhà à, vừa đẹp, mặt tiền kinh doanh mua bán, đường thông đi ra 500 m là đường lớn và cầu Long Khê. Khu vực ở đây là dân cư đông đúc và nhà vườn rất là nhiều. Đó à, cô chú anh chị mình có thể cùng xem qua nhé. Và căn nhà của chúng ta thì à, vừa đẹp, dễ thương, à, sang trọng. À, và căn nhà của mình á à, thì nhà dân thì rất là nhiều cô chú anh chị mình có thể tham khảo hết video để mình xem mẫu nhà tìm nhà phù hợp với yêu cầu của mình cũng như nhà giá rẻ nhà phố nhà vườn trên kênh của bên em căn nào phù hợp thì mình cứ inbox để em dẫn xem nhà trực tiếp với những cái mẫu nhà mà bên em review và dẫn trực tiếp với cô chú anh chị mình xem nhà thực tế đảm bảo cam kết đúng nhà đúng giá trong video không ảo rồi bây giờ vào bên trong để mình xem nhà nhé. thì căn nhà này rất là dễ thương với một kiểu thiết kế à, cổ xưa hả với hàng rào che chắn à, sang trọng và có thảm xanh à, thảm xanh như thảm cỏ mát con mắt luôn. ở đây mình có thể mở quán cà phê sân vườn nè cũng rất được lắm luôn á cô chú anh chị ơi. Hả? trước nhà mình sẽ có trồng một cái cây Nhìn nó cũng khá là mát mẻ. Cây này người ta gọi đó là cây sứ. Và có những cái đèn chùm cũng rất là ok la luôn nè. Đó thì căn nhà này là kiểu thiết kế nhà phố sân vườn. Thiết kế hiện đại, dễ thương. Bờ lớp cửa bên trong là lớp cửa kéo đó, kết hợp với gạch. Căn nhà này mình thấy mát mẻ. Và lâu lâu mới có nhà ngợp và lâu lâu mới có nhà rẻ. Cô chú anh chị em mình cả nhà. À cùng xem cùng quan tâm nếu mình cảm thấy ok thì hãy liên hệ đến kênh để được xem nhà trực tiếp với những mẫu nhà mà bên em review à, cô chú anh chị mình cùng xem hết video với căn nhà này quá rẻ dưới 1 tỷ rưỡi thì thật là hiếm hoi để có được một mẫu nhà mặt tiền để thuận tiện kinh doanh mua bán có sân rậu dài rộng 7m cô chú anh chị có bóng mát sân vườn quá là tuyệt vời luôn ạ à căn nhà mình sẽ có hai cửa sổ cực kỳ mát mẻ và những bức tranh cực kỳ dễ thương hả căn nhà có những cái điểm nhấn cực kỳ đẹp luôn nhà mình sẽ có được hai phòng hai phòng ngủ nha Đấy, phòng ngủ thì đều có cửa và có cửa sổ mát mẻ xinh luôn và căn phòng thứ hai chúng ta sẽ có được cái là cửa sổ đó đây nữa nè và phía sau đây là không gian bếp cũng có cửa sổ khi mà mình nấu ăn á nó rất là thoáng mát mình tìm một căn nhà bước vô mình cảm thấy dễ chịu nè nó mát mẻ là cảm thấy là có duyên với nó rồi đó đó nhà thì chọn chủ mà thì căn nhà mà bên em, bên em là quay hoài luôn quay và phát hoài luôn để tìm chủ để cho cô chú anh chị nào có duyên Hữu duyên thì mình xem mình có thể ưng thì mình chốt để mình cứu chủ mình mua nhanh chốt nhanh cô chú anh chị ha rồi Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị quý khách hàng nãy giờ đã xem hết video từ vị trí đường đi cũng như à, từ trong ra ngoài giá cả từ đầu video em có báo là 1 tỷ 490 triệu sổ hồng riêng đất phun hậu cư mặt tiền đường cầu Long Khê cách chợ Gò Đen chị hơn 500 mét là mình sẽ có nhà và theo tuyến đường này chúng ta sẽ di chuyển lên thành phố lên Sài Gòn cũng khá là tiện xin hân hạnh và cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều nha